Thưa quý vị và các bạn, trái ngược với nhiều người chọn trồng những loại cây quen thuộc, một thanh niên thuộc thế hệ 9X ở huyện Châu Thành quyết định thử sức trồng cây cherry, giống cây lạ lẫm với hầu hết người nông dân địa phương. Với sức trẻ, sự sáng tạo và có những hướng đi táo bạo, dù kinh nghiệm làm nông chưa nhiều, nhưng sau hơn một năm trồng thử nghiệm giống cây cherry Brazil, đến nay người thanh niên ấy đã đạt được thành công khi cây phát triển tốt và sai trái. Đó chính là thành quả của chàng trai trẻ Nguyễn Tấn Cường, ngụ ấp Phước Hậu, xã An Phước, huyện Châu Thành. Trước đây, khi bắt tay vào trồng thử nghiệm giống cây cherry từ hạt, anh Nguyễn Tấn Cường đã thất bại. Không nản chí, anh tiếp tục tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm. Đến đầu năm 2018, anh Cường mạnh dạn trồng thử nghiệm 20 cây giống cherry Brazil khoảng 4 tháng tuổi với giá 200.000 đồng một cây. Đến nay, anh đã trồng thành công và hiện có khoảng 60 gốc cây cherry phát triển tốt và đang cho trái. Hiện tại bây giờ là mình đang trồng cái gì cherry này theo cái hướng là organic, tức là trái cây sạch. Khi mình trồng nó, mình nghiên cứu thì cây này rất là thích ẩm, và đặc biệt là một ngày mình sẽ tưới cho nó 2 lần, miễn cho đất nó đừng có bị khô quá. Thì phân của mình thường là mình sử dụng phân hữu cơ, phân chuồng, và mình bón thêm một số loại phân hữu cơ khác như là phân gà của Nhật Bản. Qua tìm hiểu được biết, cây cherry nhiệt đới là loại cây dễ trồng vì thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, phù hợp với các loại đất, kể cả đất thịt pha cát, và không tốn nhiều công chăm sóc. Cây sẽ phát triển tốt nếu người trồng duy trì được độ ẩm, và sau khoảng 1 năm trồng, cây sẽ cho thu hoạch. Anh Cường cho biết, anh trồng với khoảng cách 5 mét trên cây, từ khi cây ra qua đến khi ra trái khoảng 1,5 tháng. Để cây đủ chất dinh dưỡng nuôi qua, anh ủ phân chuồng với xác đậu để bón cho cây. Theo anh Cường, mỗi cây cherry có tuổi thọ khoảng 30 năm. Còn sâu bệnh thì mình thường dùng là tỏi với ớt để mình ngừa sâu bệnh. Và đặc biệt cái nữa là mình sử dụng cái nấm xanh, nếu mình sâu nó xuất hiện trên cây thì mình sử dụng cái nấm xanh và cái nấm trắng để mình trừ sâu, chứ mình không có sử dụng thuốc hóa học để giúp cho trái của mình nó sẽ tốt hơn. Trái cherry được nhiều người ưa thích nhờ hương vị thơm ngon. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm nguy cơ ung thư, làm chậm quá trình lão hóa, giảm đau sưng, kháng viêm, tốt cho người tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch. Vì thế hiện nay giá của trái cherry luôn ở mức cao từ 500.000 đồng đến 900.000 đồng một ký. Mỗi năm, cherry sẽ có 2 mùa thu hoạch. Trái cherry ban đầu có màu xanh, sau đó thành màu vàng. Khi gần chín thì chuyển sang màu đỏ mận. Đến khi chín sẽ có màu đen, vị ngọt thanh. Qua bước đầu thử nghiệm thành công, hiện nay anh Cường đã trồng thêm 500 cây cherry tại vườn nhà. Với sự đam mê, ham học hỏi và cập nhật áp dụng những công nghệ mới trong sản xuất, anh Nguyễn Tấn Cường đã khởi nghiệp thành công với mô hình trồng cây cherry nhiệt đới trên mảnh đất Châu Thành. Đây là mô hình mới mở ra hướng phát triển cho thanh niên, phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương, góp phần đưa trái cây nội địa vươn xa trên thương trường trong thời gian tới.